Chúng ta cùng đến với trận chung kết của xê đấu thứ ba của game thủ Hoàng Mai Nhi. Yes. Join no. me. Yes. 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 No. No. Hey. No. 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 Tắt rồi đấy. Tắt yes. luôn. Yes. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ tư của xê đấu thứ ba thôi. Vâng, bài quả đầu nào. Mong là nó sẽ không còn chen vào những cây cây nữa. Vâng, đẹp rồi. Nhưng mà nó không bị chen rồi. Thế là tốt rồi. Màn nền đất thì xanh mượt. Chỉ mong ước là có những chú voi, chú hươu thật nhiều. Và những bãi quả. Cả những cánh rừng nữa. Lại trên con đường phải đi bật rồi. Hai xê đấu gần đây là chúng ta toàn phải đi bật thôi. Ôi đây rồi. Đúng như mong ước của tôi thì đã thấy bãi quả phụ và câu đầu đây. Ôi sao có một con này bơ vơ thế này. Hình như là bị những con sư tử lùa ra đây rồi. Cảm ơn anh Đào Ngọc Dũng đã gửi lời động viên đến game thủ Hoàng Mai Nhi. Chủ lực đánh cung là đúng rồi anh. Những cánh rừng và những đồ ăn. Bây giờ đầu thì có lẽ thì sẽ đóng ăn cạnh chiếc S thôi. Đây rồi, hai con voi. Thêm một đồ nữa. Vâng. Thả thế đủ rồi. Quên. Quên đi. Bắt đầu thiết kế chiếc ghế đầu sau khi đưa hai con voi này về thôi. Vâng, voi rất là ngoan. Nằm sát nhà chính rồi. Anh Hoàng để ý màn hình máy thì bảo là hai quả phụ rồi. Vậy là đủ rồi. Đó là việc ép đời thôi. Cố lên nào. Để đưa trận đấu này về với trận chung kết. Chúng ta lại bật 3-2. Là một tỷ số rất đẹp với tất cả mọi người đây. Kết quả bây giờ là một đều VC và đang C3 thì chúng ta đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-1. Anh Nguyễn Viết Tùng. Anh vẫn đang xin thêm dân, có vẻ như là đánh 27 dân đấy. 27 dân. Con voi kia thì chắc là không đem về rồi. Ôi con sư tử. Ôi. Ôi rồi. Tí nữa là chết một con dân. Vâng, em sửa tỷ số ngay đây ạ. Một bãi đá đã ảnh hưởng đến quyết định đóng S của game thủ Hoàng Mai Nhi.
Chiếc S3 không? Không biết anh sẽ đặt ở cánh rừng thông hay là cánh rừng già đây. Thực dồn lên là hơi chậm. Đang đủ rồi. 10, 10, 35. Em sửa tỷ số đây ạ. Để đánh cung L thì thường phải đánh 3 chiếc S. Vâng. Game thủ Hoàng Quán Nhi lên đời sớm hơn game thủ Yugi một chút. Game thủ Yugi đánh 28 dân. Hai bài gần đây có vẻ như là lại là một bài đẹp. Những bài gần đây thì game thủ Yugi đánh nhiều dân thường là những bài rất là đẹp. Lực của game thủ Hoàng Mai Nhi rất khỏe, rất nhiều thực. Xuất hiện một chấm màu 4 ở ngay sát nhà của anh Hoàng Mai Nhi. Không biết có phải là dâng A hay gì đây, hay là một cái chiếc xe giò. Đấy, đang đi kìa anh. Vẻ như là một chiếc xe giò. Rất khỏe. Vâng, anh bắt đầu đưa cắt một con dân đi dò nhà của game thủ Yugi. Phong cách của game thủ Hồng Anh. Vâng, cân xung đầu ra anh đẩy đẩy đi luôn. Có vẻ như nhà của game thủ Yugi ở góc 9 giờ rồi. Điểm số thấp thế này có vẻ như Yugi lại đánh thủ rồi. Vâng, nhà có vẻ là đẹp rồi. Những cánh rừng. Ra thêm ruộng. Đây rồi, vai gỗ. Đánh lừa xong ăn vài dân xong én thôi. Vâng, thì như Yugi không để ý. 4 hoặc 5 dân sẽ phải nằm xuống cái dân này. 4 dân. Game thủ Yugi lại bắt đầu đứng thủ toàn tập ở nhà. Trận này chúng ta đã chiếm được lợi thế ban đầu rồi với việc ăn được 4 dân đầu tiên, 5 dân đầu tiên. Chúng ta sẽ đánh chậm lại và giữ cái lợi thế này trên trận của ai sớm. Tham lai của game thủ Hoàng Mai Nhi là 60/64. Bắt đầu đi quân, game thủ Yugi bắt đầu đi quân. Gặp đúng ngay 3 con, 4 con cung đờ của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đi móc máy. Vâng, truy sát. Đây là tên dồn quân lên của game thủ Hoàng Mai Nhi. Có vẻ như anh muốn chiếm cái con dốc trước mặt nhà game thủ Yugi. Ôi, nhà có vẻ đây rồi. 4A cho game thủ Hoàng Mai Yugi thôi. 5A. Vậy là mà nhà A đóng trên dốc rất đẹp. Không, vậy là đổi nhà rồi. Anh giật lại một tân cung R để thủ nhà có vẻ
Nếu mà tơ này thủ được nhà thì khỏe. Vâng, không được. Đây rồi. Anh còn hai con voi và một bầy hươu ở ngoài kia có thể ăn hoang. Đang loạn nhà một chút. Và game thủ Yuki cũng sẽ cũng sẽ bay ruộng thôi. Chúng ta lại đưa nhau về thế. Có vẻ như là đổi nhà. Đây. Ở nhà game thủ Yuki vẫn còn quân, rất nhiều quân. Đây rồi. Hết đường đi cho game thủ Hoàng Minh Nhi. Đứng trên dốc. Trận đấu này có vẻ không ăn được. Nhưng mà lực của Yuki chắc chắn sẽ bị tổn hại rất nhiều hơn game thủ Hoàng Minh Nhi, bởi vì đây rồi, hình như đã không thấy quân của game thủ Yuki ra nữa. Đốt luôn cái A không anh? Bập bùng chỉ cần vài cái mũi tên nữa thôi là nó sẽ nổ. Đây rồi. Anh lên chặt gỗ 2 nha anh Hoàng Minh Nhi ơi. Em ăn cơm tối rồi anh Việt Tuyên ạ. Có vẻ như em đang nói hơi nhỏ, em sẽ tăng cái âm lượng của mình lên. Vâng, Kiều Tiểu Yugi đã quýt rồi. Chúng ta lại đưa nhau về trận chung kết rồi. Tỷ số hôm nay là rất là hay. Toàn đưa nhau về thế chung kết thôi. Game thủ Hoàng Mai Nhi đã có những turn cung đờ đi rất là hay. Ăn được những turn dân.